đó, hả? Có nhiều luộc lên chấm đường. Ok hả? Chấm đường. Ngon. Nhưng mà này nấu nó cũng vừa béo phải không? Ngon lắm mày, thử đi. Cải luôn. Chán luôn. Ôi trời đâu. Mày bỏ cái máy sấy ra đi mày ơi. Mày mày diễn quá. Trời muối không nội. Nhỏ ăn. Kêu gì ăn nó càng khang gì kìa. Càng ra đây ăn con. Mày tới dầm chưa thích nghi tiện nữa mày. Vô ăn phải mày được không? Sao mày cũng không vừa. Cho mới thôi mà ăn ăn không nó cũng ngọt. Này nè. Đặc sản khoai mì nước cốt dừa béo. Béo không? Ở dưới cái đáy còn béo nữa. Cái này là ở trên thôi đó. Mình ăn mất chút xíu mình có mọc mang về nhà. Lát đem về tôi cho tụi bay đem về. Cái này là ăn không hết đâu. Tối thèm nữa rồi cũng không có mình ăn. Làm ca nước trà đá nữa. Làm ca nước đá lên cho tụi nó uống nữa. Tôi lạnh mà tôi lạnh lấy cái ca nước con. Ca nước mà nước lọc để ông kiến á. À, ai ấy sao vậy? Không không nào gàng nào á nhỏ nào á. Ô cô gái xả tóc. Ô kiếm mấy kiếm bắt đạt rồi. Đâu vợ bé luôn luôn vợ bé già không dám đâu vợ bé già. À con vợ bạn của tao phải hỏi cho nó vô gọi đợi nó thằng đang có công việc kêu trước đi gần trước đây đi sao đi chia tay rồi giờ trước ông nào mấy nhỏ gì tính là mai thằng già già mở cửa ra cái ra mở cửa vợ bạn này hả bạn. Xin đi à, khách vô người đây. Thằng này. Cái thứ ra sao ngồi y cái đó. Để cho già mở ra, vợ con già. Rồi đổ gì nữa kìa. Gợi gì vợ nó ăn coi live stream đây kêu gợi về đốt nhà người ta đó ông nội. Ngon không mẹ nấu không? Rồi. Ngon hơn. Ngon hơn hả? Ăn chiều chiều mà trời mưa á. Nay có tiền bố gì không? Ăn hết dĩa rồi không? Không, ăn hết đi, mày ăn hết cái dĩa đó đây, tao thưởng mày nữa. Ăn không phải cốt. Còn nhà năng giống như bánh tóm không? Bởi nhà năng ba tô đúng không? Tại mấy tô, tại mấy dĩa. Cả nhà nha, khoai mì nước cốt dừa nha cả nhà. Khoai mì này nấu đi, nấu cho tụi nó ăn đây. Đó, nhìn này gì không? Nước cốt dừa ăn béo gậy luôn. Đỡ tốn bữa ăn chiều hả tụi con? Đúng không? Đỡ tốn bữa ăn chiều. Vãi mà muốn. Đấy, đấy mẹ giống vậy. Ủa, đòi tơi chè hay đòi ăn ba chén? Đây nè, lấy cái này cho ăn. Tôi muốn không? Thôi. Nè, không? Không? Trời ơi, mày số hưởng luôn á. Số hưởng luôn á. Chú mẫu còn chưa được đốt vậy đó con. Ổn. Ông làm cái ghê quá ông. Vậy mà xuống anh tết bạn anh đi em. Anh xuống liền.